Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm triển khai sàn thương mại điện tử kinh tế hợp tác của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích hợp hiệu quả dữ liệu thông tin nông sản để kết nối tìm đầu ra cho sản phẩm các hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất và hộ nông dân. Sàn thương mại điện tử đi vào hoạt động tạo nhiều thuận lợi trong kết nối cung cầu, hạn chế tiếp xúc, góp phần đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, sàn giao dịch thương mại điện tử kinh tế hợp tác với địa chỉ www.kinhtehoptac.com đã đạt một số kết quả nhất định. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận chưa cao nhưng đã tạo được uy tín sản phẩm. Phần lớn các sản phẩm đưa vào sàn đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thương hiệu và chất lượng cao, sản phẩm OCOP, các mặt hàng nông sản hữu cơ. Nhờ vậy, lượng khách hàng đến với sàn giao dịch ngày càng ổn định. Thông qua sàn, các hợp tác xã, làng nghề, hộ sản xuất, doanh nghiệp có thể dễ dàng quảng bá thông tin và tiếp thị sản phẩm hàng hóa đến với khách hàng khắp nơi trên thế giới với chi phí thấp. Khách hàng có cơ hội lựa chọn hàng hóa, dịch vụ người cung cấp, không giới hạn về địa lý hay thời gian làm việc. Thực hiện theo cái chuyển đổi số của chính phủ và cái áp dụng và cái bước lên là công nghệ 4.0 thì cái việc đặt hàng qua cái trang thương mại điện tử thì rất tiện, nó vừa tiết kiệm được thời gian mà nó lại rất tiện ích trong cái mua sắm của bản thân tôi. Thì em lượt thấy thì được các bạn share về sàn giao dịch này, thì em thấy sản phẩm ở đây cũng tốt, có cả sản phẩm OCOP cho nên em yên tâm để mua. Em cũng đã từng mua hàng ở đây nhiều rồi. Cái điểm mà dịch bệnh như thế này thì sàn có rất là nhiều cái hình thức để mua hàng, thì tôi thường mua trực tiếp hoặc là có thể đặt trên mạng thông qua sàn giao dịch kinh tế, thì tôi thấy cái điểm đó rất là thuận lợi. Đây là một hướng kinh doanh mới gắn liền với xu thế thời đại công nghệ 4.0, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Đến nay, sàn thương mại điện tử kinh tế hợp tác đã có trên 100 nhà cung cấp sản phẩm hàng hóa là các hợp tác xã, làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp tham gia. Trong đó có 70 đơn vị trong tỉnh, còn lại 30 đơn vị ngoài tỉnh, với trên 300 mặt hàng sản phẩm các loại. Các sản phẩm trên sàn có giá bán bằng giá các nhà cung cấp sản phẩm. Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong thanh toán thông qua VNPT Pay, sàn đã kết nối với 43 ngân hàng, trong đó có 4 ngân hàng quốc tế và cung cấp dịch vụ giao nhận hàng. Hơn một năm đi vào hoạt động, dù là doanh thu là chưa cao, nhưng mà bước đầu sàn đã khẳng định được cái thương hiệu, nhất là chất lượng sản phẩm hàng hóa có chất lượng được công nhận. Và bên cạnh đó thì cũng có một số lượng khách hàng trung thành đi quay lại nhiều lần để mà mua sắm, thì điều đó để đảm bảo được cái hàng hóa ở đây là đảm bảo chất lượng. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã hoàn thiện các quy trình quản lý, cả cái quy chế quy định để mà giúp quản lý tốt hơn, giúp kết nối liên kết với các nhà cung cấp trong tỉnh và ngoài tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, giao thương giữa các vùng, các địa phương bị ách tắc, bà con nông dân đang đối mặt với khó khăn rất lớn về đầu ra của các mặt hàng nông sản, thủy sản. Mô hình hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử tiếp tục khẳng định lợi thế của mình trong việc góp phần giải cứu nông sản, duy trì, thúc đẩy hoạt động thương mại, cũng như phòng chống và hạn chế lây lan dịch bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa. Đặc biệt trong đợt dịch COVID-19 mới đây, sàn đã kết nối thị trường đầu ra và giải cứu nhiều mặt hàng nông sản của các tỉnh phía Bắc.